Kim Xuân và chào quý vị khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chào mình. Con sẽ kể về Vũ Minh đối với khán giả bằng cái cảm nhận của một người bạn ở gần bạn ấy. Dạ, bản thân con thì là một cái người rất là năng động, lao động rất là miệt mài, cho nên con cảm thấy rằng cái đôi chân nó rất là cần. Cái cường độ làm việc hàng ngày nó rất là nhiều cho nên đôi chân nó rất là quý. Nhưng mà khi mình gần bạn thì mình thấy rằng là cái tinh thần làm việc đó của bạn á, mặc dù là có thể là đôi chân phụ nhưng mà nó không hề thua đôi chân của con. Mình thấy đôi chân của bạn như vậy mà bạn truyền cái năng lượng rất là tốt, cho nên cảm thấy được rằng là cái đôi chân nó không nằm ở cái vật thịt này mà nằm ở cái ý chí. Sắp tới thì con có dự định là con sẽ làm một cái điều gì không? Dạ, con cũng muốn làm một cái kênh YouTube nữa để mình truyền một tí động lực nào đó và cái kiến thức du lịch của mình. Và con cũng muốn giúp một cái phần động lực á, năng lượng tích cực nào cho những cái bạn hoàn cảnh giống con. Thực sự mà khi mà con được cộng đồng biết đến nhiều hơn là con rất nhiều tin nhắn gửi đến con. Và những người bạn đó họ có bị khuyết giống như con vậy và họ đến bây giờ họ vẫn mặc cảm. Con cũng may mắn là cũng được tiếp cận truyền thông, mình cũng biết được những cái phương tiện mà làm sao đó để cho nó tốt, thì con có chia sẻ với bạn. Hiện tại bạn rất là vui, con nghĩ rất là vui là bởi vì bạn được nhiều người biết đến, bạn được rất là nhiều truyền thông follow cho bạn. Chính vì cái tốt đó nên con cũng có hay nói với mình là tức là bản thân mình thì được người ta biết đến bằng một cái sự tình yêu. Tuy nhiên cái sự tình yêu của mọi người thì đôi khi nó chỉ là một cái hào quang ở một lúc nào đó thôi. Cho nên quan trọng nhất vẫn là định hướng, là cái mình muốn và cái mình làm. Mọi người biết tới mình và mình tận dụng nó làm sao để mà đưa vào cái công việc mà mình thật sự có năng lực. Cảm ơn rất nhiều một người bạn đồng hành mà hiểu con, thậm chí là bạn ấy biết cần phải làm gì cho con. Và con thì con cứ yên tâm. Nếu có thể nói với khán giả một lời cuối để tạm biệt thì con sẽ nói những điều gì? Con cũng muốn gửi gắm những bạn trẻ giống như con vậy nè, không đi lại được, ngồi xe lăn. Không phải là vì vậy mình giết chết ước mơ mình không dám mơ ước hay mình không dám thực hiện những điều mà nó hơi xa vời với mình. Mình cố gắng, mình nỗ lực, mình hãy liều thử một lần để làm những thứ mình nghĩ nó sẽ có một cái gì đó thay đổi mới mẻ và truyền được động lực tích cực cho mọi người. Nhìn hai chàng trai, các con chắc chắn đã vượt qua rất nhiều thử thách của cuộc sống, chứ không phải đơn giản mà ngồi đây nở một nụ cười tươi và nói rằng sẽ là bạn của nhau, sẽ cùng đồng hành với nhau. Thì bây giờ tất cả thử thách đó là cái điều chắc chắn ở trên cuộc đời này phải có. Cô mong là có sức khỏe nhau nha. Dạ. Vũ Minh. Dạ. Có sức khỏe, luôn lạc quan và hãy phát huy những cái sáng tạo nào mà con dự định làm, và nó sẽ là niềm vui, nó sẽ giúp cho con trở thành người hữu ích và nó cũng là niềm vui trong cuộc sống của con. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Dạ. Kính thưa quý vị, tôi nghĩ bạn Phan Vũ Minh hiện tại nhìn lại những gì mà bạn đang có rất là nhiều năng lượng tích cực xung quanh mình và tôi nghĩ đó là món quà mà cuộc sống dành tặng cho bạn. Cảm ơn bạn một lần nữa đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Còn bây giờ thì xin mời nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân sẽ trao tặng cho bạn một kỷ niệm chương của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Cảm ơn con đã đến với chương trình. Hãy cứ lạc quan sống. Hai con ha. Cảm ơn con. Rồi. Kính thưa quý vị, và thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 22:45 trên kênh HTV9. Xin chào, hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Thang thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Quốc tế City.